Xin chào tất cả anh em của Mobile Home Xuyên Việt nha. Đây là vị trí này là đây là điểm cực đông đây của nước Việt Nam mình. Và đây là toàn cảnh nè, mình để trên cao mình quay xuống để chia sẻ cho anh em tham khảo. Đó cái điểm nhỏ nhỏ ngay giữa màn hình là cái đỉnh chớp chớp mình nghĩ nóng đó, đó đó là cái điểm cực đông. Rồi mình sẽ quay cận cảnh cho anh em coi. Còn đây là mình sẽ quay xung quanh như toàn thể. Leo lên được cái điểm nhọn này thì nó cũng khá là vất vả nha anh em. Rồi mà anh em cũng tiếp tục theo dõi video nha. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì cho mình cái đăng ký kênh của Mobile Home Xuyên Việt để theo dõi tất cả những chuyến đi nha. Hành trình đến cái điểm này thì nó trải qua sa mạc, qua cánh rừng, rồi leo núi, nói chung là đủ thứ địa hình luôn, rồi đi tàu biển nữa, đủ thứ các kiểu hết nha. Đó. Rồi mời anh em theo chân mình tiếp tục leo núi nha. Một cái cung đường mình không có đường. Một cung đường không có đường. Đó, leo lên cái đỉnh trên đó, cái đỉnh cho cục đá Chà Bá đó, hay ngay mặt trời đó, đó mới là cái đỉnh nha. Là còn phải leo lên một cái dây thang nữa. Đưa tay này á. Muốn lên cái đỉnh này thì nó có hai cái thang, một cái thang bên trái là của bên công ty du lịch, còn bên thang bên phải là của không biết của ai, rồi để tự nhiên cho dân người ta leo lên. Công ty du lịch sau khi dẫn tour xong thì nó sẽ cuốn cái thang đó nó đem về và dẫn tour nghe hỏi thăm, thì tour thành phố thì khoảng 2,7 triệu 2,8 triệu một người nha. Con ơi đừng khóc, bóng tối sẽ cướp mất con đi. Hạ xuống, con hạ người xuống. Ê. Rồi, đi qua đây. Đừng nắm cọng dây đó nha, nắm nó đi. Hai chân xuống lượt em. Sau khi trải qua một loạt địa hình thì cuối cùng mình đã đến được cái điểm cực đông này nha. Đây là một động tác chào ánh mặt trời, tự hào là người đón mặt trời đầu tiên của nước Việt Nam. Đây là mũi đôi hòn dầu, điểm cực đông trên đất liền, tọa độ nhiều đó. Cặp bên đây nè, xếp đi rồi anh bỏ vô cho. Ê, con ong. Ê, con ong. Nó mua gì Đà Lạt. Nắng quá. Cũng khá là khó khăn vất vả ha. Nói chung là anh em đi thì rồi sẽ biết. Tại vì đây là một loại địa hình, nó trải ra cả bốn loại địa hình đó. Vừa cát, vừa đi cát, vừa sa mạc, vừa đi đi xuyên qua gần, rồi vừa đi đường biển, rồi vừa leo vô vách núi, vách đá nữa ha. Rất là nhiều cái cung địa hình. Nhưng mà đổi lại bạn sẽ được đứng là một cái điểm là cực đông, cái điểm mà hướng về phía đông sớm nhất, gần nhất của nước Việt Nam mình đó. Nói chung thì mình đến đây để mà trải nghiệm cái
cái điểm này thôi, và không ngờ là đường khó khăn như vậy nhưng cũng rất là nhiều du khách người ta đi nha, chứ không phải là vắng đâu nha, thành một lối mòn luôn, thành một cái tour du lịch luôn á của công ty Sài Gòn tổ chức và các nơi người ta tổ chức nữa, thì đi camping xong rồi sáng ở đây đón đón ánh bình minh, rất là nhiều du khách ta đi chứ không phải chỉ riêng mình. Và cũng có khi mà nó khó khăn như vậy nên nó mới hiếm, nó hiếm nên người ta mới quý ha. Trải nghiệm trên bán đảo, cái này cũng như là bán đảo nha, bán đảo giống như Quan Sơn nên mình kêu là bán đảo Quan. Thật ra thì cũng dễ thôi, dò hỏi lên Google là Vịnh Vân Phong hay là Bắc Vân Phong đó là nó sẽ lên, hoặc là bãi Cây Bàng, ở đây có rất nhiều bãi, bãi Cây Bàng, bãi Na, rất là nhiều bãi biển. Và đặc biệt ở đây thì nó rất là còn gần Quan Sơn nha, biển mình thấy không, xanh, biển rất là trong sạch nha, xanh trong luôn. Và hải sản thì cũng rất còn rất là phong phú, rất là nhiều. Mình cũng đã câu được rất là dễ, rất là đơn giản luôn. Còn có kính lặn thì lặn xuống ngắm ngắm san hô rồi bắt nhum nữa, cái thì thôi thôi ngất ngay con gà tây luôn anh em. Nơi đây là biển rất là đẹp, rất là trong xanh, hầu như là không thấy rác luôn. Và người dân xung quanh thì người ta đánh bắt cá rất là nhiều, thuyền bè đánh bắt rất là nhiều. Rồi, bây giờ mình tiến hành lui trở về nha. Đây là con cua màu hồng. Chết rồi chị. Em thấy nó tắt thở rồi, không biết nó chết chưa. Ủa con này, con chăn. Con chăn này chứ không phải rắn. Ồ. Đây nghe cột móc. Ở đây là nó rớt xuống dưới luôn này nha, cột móc cả này nè. Ở đây cách này chắc cả 10 mét à. Hồi trước là cột móc nó nằm đây đây. Đây, hồi trước cột móc nó nằm đây mà sóng đánh là cái nắp nó gãy luôn. Gãy luôn nha. À. Rồi theo người ta nói là mấy nó dẫn là cái chóp đỉnh mình đó đó, chóp đó đó. Là mấy ngày bão giông là sóng đánh tới luôn, thấy không, mình thấy cao ghê không, cao cả 10 mét đó nha. Nãy giờ con thở á, nãy giờ con thở nữa nó mập thêm. Không được. Trả luôn anh 50 đi em. Quỳnh giao chị em chắc nó không lấy tiền đâu. Bỏ anh. Không đồ luôn nè. Ghê vậy. Quá hẹp luôn. Bề ngang chỉ có một gang tay thôi nha. Đây, đụng, đụng. Rồi ngang 30 chứ. Ngang 30. Sát vô. Sát vô biểu. Rồi đảo đi, rồi hất xuống đi em. Ê! Mày giết con tao đó. Hú hồn, hú hồn. Mẹ lên mua đồ hại biểu. Hú hồn. Ở chỗ này khó nghe lắm rồi. Ủa đi. Vậy hả? Đấy, nhìn làm thắng cảnh mũi đôi, hòn đầu. Xã Vạn Thành, huyện Vạn Ninh, cha tỉnh Khánh Hòa. Mũi đôi, hòn đôi. Hôm bữa đầu á cha. Hòn đầu thuộc bán đảo Hòn Gốm. Được kiên tạo bởi những khối đá lớn nhỏ chồng xếp lên nhau, tạo thành hình dáng đa dạng, cảnh quan thiên nhiên. Đọc bài không? Đọc bài không diễn sức gì trơn. Mũi đôi nằm ở vị trí 12 độ 39,0 vì độ bắc 109 độ 28 phẩy phẩy phẩy. Văn với cha phải quay mình. Dạ văn nè. Mấy chân không vậy? Rồi xong. Gì thiệt hả? Chết. Ui. Ổi. Ổi. Ổi gừng. Ui, ổi gừng nè, ăn cho bảo đảm là đăng sức luôn nè. Đăng sức khỏi xe vờ chế đất rồi. Ừ. Mẹ tập văn rồi mẹ. Ui, 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 con ốc kẹp. Ôi, 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 ôi. Đâu, ấy ra rồi. Ui, đẹp ha. Này đánh bóng là đẹp lắm á.
Ủa con ốc này mà cái này mình đã luôn á. Đem về làm sao? Đem kỷ niệm không? Xuống rồi kìa. Bây giờ đó thì ghe ngoài đầu lớn ngoài nghe rồi bắt đầu đi thuyền thúng vô. Rồi lúc mình xuống thì cũng phải lấy thuyền thúng vô rước ra nha. Rước từng người 4 người một thùng vậy đó. Thúng nha. Mê đi bình cà chua. Rồi khởi hành nha. Oh hello. Ô quẹo không trái. Quẹo không phải. Hello hello. Xe em trả đơn mà tàu này xin đi. Rồi đang đứng ngồi xuống chưa? Đứng lên, đứng lên. Rồi 50 tuổi đang tập tầm 3 rồi. Đứng lên, ngồi 50 tuổi. Đứng lên là sẽ leo lên thôi. Ôi trời ơi, sẵn là nhau chân rồi đấy. Làm gì mà phải vội thế? 5 đồ, 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 5 ghe đưa mình về căn cứ của mình khoảng 10 giờ trưa khoảng 9 giờ cho mình luôn quân luôn nha, quân luôn. Lên hả chị? Này lấy đi cân hả? Máy lên cân hả? Xe em biển vô em không thấy chị. Mực mực này bán sao chị? Mực 325 nha. Cái lấy em đi chịt nắng vé nó chết gì. Nó đẩy nó nhẹ đi. Rồi 325 còn lấy mực rồi xách thứ bé. 300 cho rồi đi. Trời ơi nó bé nó tên là tiếng mấy ngàn à mẹ. Hả? Cái gì bé nó một cái. Mực này nhiêu ký hả? Một cái mua gì hả? Mực này đang rửa á. Hả? Mực này mua gì hả? Nhi bé nó có 1 triệu gì hả? Cái này nó léo. Gần 1 triệu. Không. Không nó léo chứ. Không đúng á. Đi gần nhất chứ được 1 triệu mà gần. Ông nó từ 2 triệu bê một ngày là ông bê lấy một cầu. Anh nói nãy xong rồi. Mỏng quá. Hả? Ờ, con dẹp, cho em thử con dẹp thôi. Đâu có con hả? Ở đâu mà chú có con hả? Chị kè quýnh lò nè. Vậy hả? Rồi hai con nhỏ kia bán sao? Thì bán luôn, tao tính là 35 thôi.
này là 350 hả? Nhỏ tính khác, nhỏ tính khác. Con đi thì chú đâu đâu có tính tên lên được. À con này nhiêu? Con đi phải 40 rồi. Phải 40 hả? Còn khoảng mấy nhỏ luôn rồi. Ở trên tôi rút quân về thì mình gặp mấy người bán hải sản tươi sống mới về đem lên luôn nha, là mình hốt ngay luôn, tươi ngon còn sống nhỏ gan luôn, lột với gan ra luôn. Giờ mình tìm một cái bãi biển đây, mình đã tìm được một cái bãi biển, giờ mình bắt đầu cử cơm trưa nha. Giờ xong ăn uống no say hải sản tươi sống nha, bắt đầu mình cũng bị tắm biển cái rồi mình rút quân về căn cứ luôn. Bãi biển rất là đẹp, sống gì vào trong giấc luôn rồi. Cái bãi biển này là kế bên thành phố Nha Trang nghe, chỗ cái tuyến ở Hà Nội về mà cái tuyến tránh quẹo của thành phố Nha Trang nó cách Nha Trang 15 cây số. Đây là một cái bãi cũng có nhiều du khách ta tới, giờ mình ghé ăn uống nha. Này bãi biển nè, giảm sạch hào rất là tươi luôn nha. Rồi chào tất cả anh em, hẹn anh em ở một cái tour tiếp theo, kết thúc tour đi đảo Quan. Tạm biệt anh em.